Giới quan niệm thường cho roi cho giọt, việc dùng đòn roi để giáo dục trẻ từ lâu đã là việc làm không xa lạ với hầu hết các gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế đòn roi có tác dụng giáo dục như chúng ta mong muốn hay không? Phân tích dưới đây của bác sĩ Quỳnh Ngọc Lan Vi, chuyên khoa tâm thần nhi, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dùng đòn roi hay là phạt về thể chất đã được cảnh báo là không có ý nghĩa trong việc giáo dục con trẻ. Thì cái nghiên cứu của UNICEF cũng đã chỉ ra rằng rất là nhiều trẻ phải đối diện với cái hình phạt về thể chất. Nhưng cái hình phạt đó nó không giúp cho trẻ nhận ra được cái lỗi sai, mà nó chỉ gây ra những cái vết thương, gây ra những cái mâu thuẫn giữa các thế hệ. Thì điều này được thể hiện rất là nhiều vấn đề liên quan. Trong đó có thấy được một chuyện đó là con làm sai, con bị phạt, lần sau con làm sai nhưng con không để người lớn thấy. Đó là cái mô hình này nó gần như là cái cách mà con ứng phó, con đối phó, chứ con chưa nhận thức được cái việc phạt. Vừa qua thì phía khoa tâm thần nhi có áp dụng một cái nội dung tư vấn cho phụ huynh về việc thưởng phạt của con. Nó là theo cái hướng là kỷ luật tích cực. Kỷ luật tích cực không có nghĩa là nuông chiều, không có nghĩa là không phạt. Nhưng mà hình phạt chỉ đi sau khi con nhận thức được là con đã làm sai. Thì từ đó con mới bắt đầu có ý thức để con né những cái hành vi không đúng. Thì ứng dụng trong một số cái rối loạn cư xử ở giai đoạn mà tuổi tiền tiểu học và một số bạn lớn hơn chút xíu ở tuổi trung học cơ sở sớm á, thì phụ huynh phản hồi là khá tốt. Mặc dù tốn rất nhiều thời gian nha, tại vì mình phải xây dựng ở nhà lại, xây dựng cái cấu trúc lại, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện đúng sẽ được thưởng, chuyện sai sẽ bị phạt, và hình phạt đã được thỏa thuận trước. Thì lúc đó thì một số bé bắt đầu ý thức được việc mình chủ động được cái hành vi của mình. Như vậy, việc sử dụng đòn roi để giáo dục trẻ không chỉ không hiệu quả, mà còn gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ. Vì thế, để giúp trẻ phát triển toàn diện, đã đến lúc chúng ta cần dừng việc phạt đòn roi và thay vào đó là những hình phạt tích cực giúp trẻ nhận ra đúng sai và hiểu rõ vấn đề. Việc này không chỉ giúp trẻ phát triển tốt hơn mà còn xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh và hạnh phúc.